Cha ơi, cha bỏ con,
để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi giọng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, tròn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Cha dấu mặt người. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vanh trắng khăn ta. Cha ơi, cha bỏ con, tròn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Cha thật rồi, cha ơi, cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Chúng ta do An và Văn Thuận
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương tâm biếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho sau đó là tâm niệm. Khi Chúa đương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi đứng vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca an, ngạt dân tung hô tôi thân. Khi dân Sion qua khói tiếng mêu đầy, tôi vẫn cứ như còn sống ngoài giấc mơ triền miên. Khi Chúa thương gọi tôi đến, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi nấm vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô tôi thật vinh phú. Bài chức trách tiên tri Isaiah. Ngày ấy Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi các dân trên núi này một bữa tiệc, và trên núi này người sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn liền trải trên mọi nước, người tiêu diệt chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và cất khỏi mặt đất sự tội hổ của dân người, vì người đã phán như vậy. Và ngày đó người ta sẽ nói: này đây Chúa chúng ta đã chờ đợi người, và người cứu chúng ta. Người là Chúa nơi người chúng ta tin tưởng, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn người cứu độ. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Kính thưa các bạn, chiếc khăn tang là tượng trưng của nỗi buồn mất mát một người thân. Nhưng đối với người tín hữu Chúa Kitô, người tin nơi Thiên Chúa, thì màu tang còn biểu lộ niềm hy vọng, vì Chúa đã hứa ngày cánh chung người sẽ cất chiếc khăn tang của buồn đau và chết chóc. Tuy nhiên, trong thân phận con người, trong tình liên đới ruột thịt, ta có mang tang là để chia sẻ nỗi niềm trong cuộc chia ly, nhất là nhớ đến tình thương của người quá cố, để báo hiếu, để nhắc nhở ta một ngày kia sẽ đến phiên ta cũng phải nhắm mắt lìa đời, cũng phải vùi dưới nước vài niềm, chết đi cho thói ích kỷ và những đam mê xác thịt để được sống lại vinh hiển với Chúa phục sinh. Bầu trắng khăn ta cũng còn nhắc nhở cho ta đến chiếc áo trắng tinh tiền ngày ta chịu phép rửa tội, và ta có bổn phận phải giữ mãi bầu trắng ấy cho đến ngày ra trình diện trước Chúa Kitô cứu thế. Chúa Kitô đã chết và người đã được phủ một lớp khăn liệm trên mình, nhưng người có chết mà chết vì yêu thương. Trong tình yêu ấy, người cứu độ mọi người. Người thân của chúng ta đang nằm bất động nơi đây, một đời đã sống trong sự hy sinh, từ bỏ, đã chết cho thế gian, chết cho cái tôi ích kỷ, thì nên giống Chúa Kitô. Như vậy sẽ được hưởng niềm vui, được giải thoát khỏi sự chậm luân và sự chết muôn đời. Trong tâm tình ấy, chúng ta xin Chúa làm tiếp cho chúng ta những tang phục này. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lời Chúa là đấng tạo hóa, Cha đã tạo dựng muôn vật tốt đẹp và thánh hóa chúng. Xin Chúa
Xin Chúa ban phúc lành cho những trang phục này, để những người thân trong tăng quyến khi mặc vào thì được an ủi, được sự bình an của Chúa trong tâm hồn, biết biến đau thương quân bách thành lời kinh điển chân thành, tha thiết dâng lên trước tôn nhan uy linh của Cha để Cha thương xót, đơn đổ muôn hồng ân xuống cho tăng quyến chúng con. Xin cho những người thân trong tăng quyến mặc trang phục này biết hiệp thông với người quá cố để đền ơn đáng nghĩa về những ơn lành họ đã làm cho mỗi người, để yêu thương gắn bó, đùm bọc để tha thứ cho nhau giữa những người còn sống như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Lạy Cha, trang phục màu trắng này đối với truyền thống dân tộc Việt Nam chúng con còn là màu tang chế, đau thương đi biển, nó nên sự đau đớn tột cùng của kẻ ở người đi. Nhưng đối với người tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh thì màu trắng cũng là màu tinh tuyển, trong trắng thanh sạch vĩnh cửu. Gợi nhớ chúng con chiếc áo mới mà chúng con đã lãnh nhận trong ngày chịu phép rửa tội, để trở thành con người mới, trở thành chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô, luôn tin cậy Cha và phó thác cả cuộc đời chúng con cho Cha. Xin cho tăng quyến mặc trang phục này luôn biết quy hướng về Cha, biết nhận Cha là lẽ sống, là gia nghiệp, biết sống trong sạch tinh tuyển, luôn sẵn sàng canh thức giờ Chúa đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời các bạn hát. Cảm xin cho người ngủ yên năm tháng. Chúng ta tham dự nghi thức đạo phép áo quan. Lạy Cha, xin thánh hóa người thân chúng con đây, kẻ trong cuộc sống trần gian đã tin cậy vào Cha, đã phó thác cuộc đời cho Cha, đã tin vào lời hứa cứu độ của Cha. Xin cho người thân chúng con đây được sống lại như Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, chúng con biết rằng khi thân xác yếu hèn của chúng con là ngôi nhà tạm ở dưới đất này vì sự chết phá hủy, thì chúng con lại có một nơi cư ngụ do Chúa dựng nên, đó là ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người phàm làm ra. Lạy Cha, xin thánh hóa và chúc phúc cho chiếc quan tài này, cũng là chiếc áo, là nhà tạm cho thân xác yếu hèn hay hư nát của người thân chúng con đây cư ngụ, để nhờ chờ ngày phục sinh trong quyền năng Chúa. Xin cho nhà tạm này được thánh hóa và chúc phúc trở nên nơi yên nghỉ bình an cho thân xác. Ông do an, chúng con là điện thờ ba ngôi Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Cha, Cha đã vui con, người đây sẽ được ta vui trời. Hôm nay chóng qua, ôi nghiệp người mong manh. Thân con là vui thân, là vui thân, ôi thân mong manh. Gió thoáng nhẹ qua sông, thiếu con người điên tan tàn nhanh. Không nhìn thân con, mới biết mình chỉ là bụi cho. Sau đây xin mời bác gái rồi các anh chị cũng như gia đình lên nhận đàn phục. Xin thờ là quả phục. Chúng ta xin hạ đi lên. Gia đình con Thủy. Con luôn, gia đình con Phương xin nhận ca phục mặc luôn. Gia đình con Hứa. Gia đình con Hà. Gia đình con Thiệp. Thank you.
cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sách, sách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sách, sách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Vòng hoa và tháp trầm cây viếng xin trân trọng kính mời. Sau dòng tộc vòng ngoại là tất cả các ông bà thông gia chuẩn bị. Gia đình chúng tôi xin trân trọng giới thiệu
và kính mời đoàn đại biểu anh em cha bác con cháu trong dòng tộc họ Hoàn, đoàn Dòng Hiền làm trời quan, trân trọng kính mời. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu anh em và con cháu ở Kim Sơn, đoàn Do Hiếu làm trưởng đoàn, đoàn đưa đặt vòng hoa, đặt lễ và thắp trầm kinh viếng, xin trân trọng kính mời vào trước đình sàn đặt vòng hoa, đặt lễ và thắp trầm kinh viếng, xin trân trọng kính mời. Phút tưởng niệm của đoàn đã qua, xin mời đoàn trở về bàn khách của gia đình an toàn, mời nước và gia đình có lời cảm ơn. Và kính mời đoàn đại biểu các ông bà thông gia, xin mời các ông bà thông gia dân lễ vào trước đại tràng đặt lễ và đặt phong bao và thắp trầm kinh viếng, xin trân trọng kính mời. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, phút tưởng niệm của đoàn đã qua. Mời đoàn đại biểu cộng đoàn giáo họ Thiên Hương, đoàn giao chủ mới làm trưởng đoàn, đoàn nhân đặt vòng hoa, đặt lễ và cùng hợp ý dâng lời cầu nguyện và có mới. Và để tưởng nhớ tới linh hồn ông gia, xin mời đoàn dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Phút tưởng niệm của đoàn đã qua. Ông gia nhận được tin ông gia Chúa đã gọi về, thay mặt cho cộng đoàn giáo họ Tin Lành chúng tôi cùng với ban cử chức của giáo họ Tin Lành chúng tôi đến đây kết hết xin được chia buồn cùng tăng quyến. Đồng thời chúng tôi cũng nói lên tình cảm giữa ông Doan, ông Doan đã nhiều năm gắn bó với giáo họ Thiên Hương chúng tôi, làm những nhiều các trách nhiệm trong giáo họ, làm cả ông quản đồng thời làm trưởng gia trưởng của hai khóa. Hôm nay Chúa đã gọi ông về, thay mặt cho cộng đoàn giáo họ Thiên Hương, ban cử chức chúng tôi đến đây trước hết xin gửi lời chia buồn, đồng thời chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông Doan. Nguyện chi Thiên Chúa là Cha toàn năng sớm dẫn đưa linh hồn ông Doan được về hưởng phước nhan Thánh Chúa. Vậy tôi thay mặt xin gặp kính mời tất cả các quý vị cùng đại biểu và anh em cha bác mọi người hiện diện nơi sân thang này đứng lên cùng dâng lời cầu nguyện với giáo họ Thiên Hương chúng tôi, với ban ca đoàn giáo họ chúng tôi. Xin Thiên Chúa nhận lời để dẫn đưa ông Doan được về hưởng phước nhan Thánh Chúa. Vậy tôi xin trân trọng kính mời. Xin Chúa thánh thần người thương thấm nghĩa hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đấng ngôi thánh đường như thoáng bơi bay hoa đồng nội sớm nở tối tàn.
được ơn phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã ban phúc cho kẻ được chết trong ơn nghĩa Chúa. Trải qua bao nhọc nhằn vất vả, linh hồn do an đã về với Chúa. Xin cho linh hồn do an được hưởng phúc thanh nhàn bên Chúa. Xin ban ơn nhận lời chúng con mà ban cho mọi người trong tang quyến được dồi dào niềm an ủi, niềm vui tràn trề hy vọng trong cuộc sống hiện nhân lời chúng con. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu và đưa linh hồn thân nhân chúng con qua chốn lương thiện. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng chi mà Chúa giơ tay dầm bắt đưa hồng nồng nâu vô cùng đớm đau chúng con qua chốn lưu đầy đồng chinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nâu vô thì VCC Shipping có quan hệ với anh Quốc Trấn. Còn do ông Nguyễn Quốc Trấn đặt chuẩn vàng, đoàn lên đặt vòng hoa đặt lễ, đoàn có công ty có quan hệ với công ty quản lý em Hà. Vâng, ghi hơi khó đọc. Vâng, ban tổ chức cái tang của gia đình chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu công ty VCC Shipping đoàn do để tưởng nhớ tới linh hồn ông, xin mời đoàn dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Phút tưởng niệm của đoàn đã qua, xin mời đoàn. Tỉnh chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu bạn đồng nghiệp đoàn có quan hệ với ông Hoàng Tuấn là con trai của cụ. Đoàn do Nguyễn Văn Hùng làm trưởng đoàn, đoàn lên đặt cây hoa, đặt lễ và phát cầm kinh viếng. Xin trân trọng kính mời. Đoàn có quan hệ với con trai và con rể của cụ. Đoàn do trùng viện làm trưởng đoàn, đoàn nên đặt pháo hoa, đặt lễ và dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cụ do ăn buổi chiều hôm nay. Mọi người đến trân trọng kính mời. Để tôi nhớ tới tăng hiểu giữa lúc toàn thể giáo hội dành tháng năm tháng dâng hoa kính đức mẹ và cầu nguyện theo ý đức giáo hoàng thì nhận được tin báo buồn ông Doan thân yêu của chúng ta đã ra đi theo tiếng Chúa gọi về cõi vĩnh hằng. Tin buồn đột ngột làm cho mọi người rất xúc động. Cộng đoàn giáo xứ Tây Thành chúng tôi là giáo xứ sở tại nơi gia đình con trai và con rể của ông đang sinh sống. Trong công việc xây dựng nước Chúa, con trai và con rể của ông đã tham gia trong ban hành giáo. Trong thời gian công tác, các ông đã hăng say nhiệt tình chu toàn công việc của giáo xứ. Nay cộng đoàn giáo xứ chúng tôi tề tựu về đây chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình và thân bằng quyến thuộc của ông. Chúng tôi biết rằng
Trong những giờ phút này, mọi người thân trong gia đình đang phải gánh chịu nỗi đau thương mất mát khi một người thân trong gia đình vừa mới ra đi. Cộng đoàn giáo xứ chúng tôi không khỏi bùi ngùi, xúc động và cảm thông nỗi buồn đau của gia đình. Lúc này đây, mong gia đình và quý khách hiệp ý với cộng đoàn giáo xứ chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho ông. Xin Chúa đón nhận linh hồn ông Doan mới qua đời được hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Cộng đoàn chúng tôi xin tiễn biệt ông. Kính mời cộng đoàn đứng để dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Doan. Giáo xứ Nghĩa Thành, đoàn do ông Tín làm trưởng đoàn, đoàn nên đặt lễ và cùng hợp ý dâng lời cầu nguyện. Đoàn có quan hệ với ông Tuấn là con trai của cụ. Vâng, xin trân trọng kính mời đoàn. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính mời đoàn đại biểu gia đình bà Tường, mẹ nuôi của con Hà Huyền. Đoàn có quan hệ với con Hà Huyền, con trai của cụ. Đoàn nên đặt lễ, đặt phong bao và thắp chẳng kính viếng. Trân trọng kính mời đoàn. Xin mời đoàn đặt lễ. Ngoài tuy hương khuyên mà lòng thương mê, đơn chưa như đuốc rọi cao trên soi tâm hồn, dắt con chim thương. Phút tự nhiên của đoàn đã qua, những miếng của đoàn đã hoàn tất. Xin mời đoàn trở về hoàn tất của gia đình an toàn mời giúp.
và giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu câu lạc bộ dưỡng sinh đoàn do bà Hằng làm trưởng đoàn. Đoàn có quan hệ với bà Mến, đoàn đem đặt lễ và thắp trầm cái viếng, xin trân trọng kính mời đoàn. Ơn cha như thái sơn cao vời, như thuốc soi tâm hồn dẫn đường con đi. Tình cha khát, lòng cha mênh mông hải hà như vậy. Chưa một ngày con đền đáp công ơn, để cha vui trong quãng đời còn lại. Ơn cha như thái sơn cao vời. Phúc tưởng niệm bắt đầu. Phúc tưởng niệm đã qua, lễ viếng của đoàn đã hoàn tất. Xin mời đoàn trở về. Anh em ruột của ông bà Thuấn Phương, đoàn do ông Đạo làm trưởng đoàn. Tiếp theo là đoàn đại biểu bạn của Huyền Hà chuẩn bị. Phút tưởng niệm của đoàn đã qua, lễ viếng của đoàn đã hoàn tất. Xin mời đoàn trở lại giới thiệu đoàn đại biểu bạn của Huyền Hà, đoàn do ông Thái làm trưởng đoàn. Đoàn nên đặt lễ, đặt phong bao và phát trầm tiếng biếng, xin trân trọng kính mời đoàn. Phút tưởng niệm đã qua, lễ viếng của đoàn đã thứ hai. Ban tổ chức lễ tang của gia đình chúng tôi thay lời gia đình xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu hội con Đức Mẹ giáo xứ Tây Thành, đoàn do bà Tung làm trưởng đoàn. Đoàn có quan hệ với ông bà Tuấn là con rể của cô. Đoàn nhất xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu bà con anh em khu đông bến xe, đoàn do Vũ Nga làm trưởng đoàn. Đoàn có quan hệ với gia đình đoàn nên đặt vòng hoa, đặt lễ và thắp trầm kinh viếng, xin trân trọng đoàn nhất đặt vòng hoa, đặt lễ và thắp trầm kinh viếng, trân trọng kính mời. Để tưởng nhớ tới ông, xin mời đoàn dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Phút tưởng niệm của đoàn đã qua, lễ viếng của đoàn đã hoàn tất.
xin mời đoàn trở về bằng cách của gia đình an toàn mời nước và gia đình có lời cảm ơn. Đồng ngũ năm 1993, đoàn do ông Trình làm trưởng đoàn, đoàn có quan hệ với ông Tuấn là con rể của cụ. Đoàn lên trụ sở đặt vòng hoa, đặt lễ và thắp trầm kim liên trân trọng kính mời. Đồng ngũ năm 2009, đoàn do ông Khoa làm trưởng đoàn, đoàn có quan hệ với ông Hiệp là con của cụ. Đoàn phúc tưởng niệm của đoàn đã qua, lễ viếng của đoàn đã hoàn tất. Xin mời học sinh lớp 12A9 khóa 2002-2005, đoàn do Trần Văn Bích làm trưởng đoàn, đoàn có quan hệ với Hà Huyền là con của cụ. Đoàn lên đặt vòng hoa, đặt lễ và đặt phong bao thắp trầm kính viếng. Xin trân trọng kính mời đoàn. Xin mời đoàn. Của đoàn đã qua, lễ viếng của đoàn đã hoàn tất. Xin mời đoàn giáo cô đông giáo họ thiên hương, đoàn do bà Rị làm trưởng đoàn, đoàn lên đặt vòng hoa, đặt lễ và thắp trầm kinh viếng của bà Rị dâng người cầu nguyện cho linh hồn ông Doan tối nay. Xin trân trọng kinh viếng, trân trọng kính mời. Ban tổ chức lễ tang của gia đình chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu cháu Bích có quan hệ với ông Tuấn Phương, đoàn lên đặt lễ và thắp trầm kinh viếng. Xin trân trọng kính mời đoàn. Đoàn đại biểu anh em khu xóm 2, bạn của Hà là con của cụ. Đoàn do ông Nghĩa và ông Hạnh làm trưởng đoàn, đoàn nên đặt vòng hoa, đặt lễ, đặt phong bao, thắp trầm kinh viếng. Xin trân trọng kính mời đoàn. Kinh viếng, xin trân trọng kính mời. Xin mời đoàn trở về bằng cách của gia đình an toàn họ ngoại. Đoàn do bà Nhãn làm trưởng đoàn, đoàn có quan hệ với ông bà Hiệp, đoàn nên đặt vòng hoa, đặt lễ, đặt phong bao và thắp trầm kinh viếng. Xin trân trọng kính mời đoàn. Kinh viếng, trân trọng kính mời. Phúc
tưởng niệm, phút tưởng niệm bắt đầu. Phút tưởng niệm của đoàn đã qua, nêu viếng quả thiên hương. Đoàn do ông Lạc làm trưởng đoàn, đoàn tên đặt lễ thắp trọng kinh viếng và cùng hợp ý dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông Doan và có đôi lời phân ưu, chia sẻ, chia buồn cùng với gia đình. Xin trân trọng kính mời đoàn ra lễ vào trước đình sảnh đặt lễ và thắp trọng kinh viếng. Xin trân trọng kính mời. Tăng quyến, kính thưa hương hồn ông Doan, kính mến thưa cộng đoàn. Hôm nay hội gia trưởng giáo họ Thiên Hương chúng tôi nhận được tin ông Doan Chúa gọi ông về, trước hết được chia sẻ nỗi đau buồn cùng tăng quyến. Thưa hương hồn ông Doan, kính mến thưa cộng đoàn, khi ông còn đang đương chức trưởng gia trưởng giáo họ Thiên Hương đã làm tròn trách nhiệm và cống hiến rất nhiều cho giáo họ. Và khi ông mãn nhiệm, ông tích cực chỉ bảo cho hội gia trưởng nói chung và hội ca đoàn gia trưởng nói riêng. Ông là tấm gương sáng để chúng tôi noi theo. Hôm nay Chúa đã chọn và gọi ông về, chúng tôi tới đây để tiễn biệt ông lần cuối, thắp nén hương thơm và dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi lời cầu nguyện cho linh hồn ông Gioan sớm được về hưởng hương nhang Chúa, về nơi vĩnh hằng. Giờ đây mời cộng đoàn trong sân tang hợp ý cùng chúng tôi cầu nguyện cho linh hồn ông Gioan. Xin mời gia đình tăng quyến cùng cộng đoàn hợp ý dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Gioan. Nguyện anh cha và con và thánh thần, amen. Cầu xin Chúa thánh thần người thương thăm viếng đau khổ con, ban xuống cho con lòng ân chan chứa, cho rồi cho đất ngồi thánh đường. Sống và cao trên, Chúa đã cho Đức Kitô sống lại từ trong kề trên. Xin ban sự sống trường sinh cho linh hồn Gioan, để linh hồn Gioan này là người đã đi trước sẽ đón tiếp chúng con trong nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con, lạy Chúa. Chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa.
đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Và kính mời đoàn đại biểu Hội Con Đức Mẹ Giáo Hoàng Thiên Hương, đoàn do bà Nhuận làm trưởng đoàn, đoàn đơn đặt lễ và thắp trọng kinh viếng cùng đồng ý dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông Doan. Xin chân trọng kính mời đoàn. Xin mời đoàn. Chúa gọi về Hội Con Đức Mẹ Giáo Họ Thiên Hương chúng tôi. Trước hết xin được chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang quyến. Kính thưa hồn ông Gioan, chết không phải là đã hết. Xin Chúa đón nhận linh hồn Gioan vào nước trời. Chúa đã phán rằng ta là sự sống lại và là sự sống, chết với Đức Kitô và sống lại cùng Ngài. Hội chúng tôi xin được dâng lên Thiên Chúa ngôi ba lời cầu nguyện cho linh hồn Gioan. Xin mọi người hiện diện nơi đây cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện. Tôi xin ai hãy lắng nghe lời chúng con, dù tình thương sẽ đã chuẩn bị chưa? Vâng, xin mời gia đình cậu vợ Cường làm lễ và thắp trọng kinh viếng. Trân trọng kính mời. Vâng, và để tưởng nhớ tiếp theo xin mời đoàn dành một phút tưởng niệm. Vâng, phút tưởng niệm bắt đầu. Phút tưởng niệm đã qua, nhân viên của gia đình chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu Huyện đoàn Đa Minh Giáo Họ Thiên Hương, đoàn do Lê Hùng làm trưởng đoàn, đoàn lên đặt lễ và thắp trọng kinh viếng cùng hợp ý dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông Doan. Xin trân trọng kính mời. Ông Doan kính mến, kính thưa tăng quyến và cộng đoàn, Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo Họ Thiên Hương chúng tôi nhận được tin ông Gioan đã được Chúa gọi về. Dẫu biết rằng xin ký tử quy sống gửi thác về, nhưng chúng tôi đứng trước linh cữu ông Gioan và tăng quyến, chúng tôi cũng vô cùng cảm động bởi sự chia ly lớn lao đến với gia đình. Lúc sinh thời, ông Gioan đã tham gia. Lúc sinh thời, ông Gioan đã tham gia các chức danh trong giáo họ, đã cùng với cộng đoàn để giáo họ thăng tiến và lòng kính mến Chúa. Trong giờ phút này, xin Chúa nâng đỡ ủi an tăng quyến cách riêng với bà quả phụ. Xin mọi người
cùng binh đoàn chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho ông Gioan, để linh hồn ông Gioan được Chúa đón vào hưởng nước sống đầy hoan lạc và bình an. Xin mọi người xin đau niềm con cho con và tiếng ngồi khen ngài. Được như to là Chúa ban sinh nên nào ta hãy đến bái thờ người. Nguồn hy vọng đạt rào, Chúa là sự phục sinh và là sự sống. Con ngài chia sẻ ôi tâm lòng một từ lớn lao ai muôn chúng con cùng đau khổ với ngài cùng an nghỉ ngay trong lòng thánh phụ trên thật ra đôi tay ngài rộng mở nhớ đang chờ đây áp hố vào tim thêm những ai vì bệnh hoạn yêu phiền còn phá vỡ cửa cùng ân mục phân đời chiến công nên mở cửa nước trời nỗi sầu này xin cho đôi buồn vui và chết đoán được trường sinh linh cứu. Gia đình Phật tử Thánh Tâm Giáo Họ Thiên Lương đoàn do Lê Hùng làm thư đoàn làm nên đặt lễ thắp trầm diễn biến và cùng hợp ý dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông Gioan. Xin trân trọng kính mời đoàn. Thánh sủng là sự sống đời đời, vậy gia đình Phật tử Thánh Tâm xin có lời phân lưu sâu sắc nhất tới tăng quyến cách riêng với bà quả phụ. Xin Chúa nâng đỡ an ủi tăng quyến và xin Chúa thương đưa linh hồn Gioan được hưởng ánh sáng đầy hoan lạc và bình an. Xin mọi người cùng hội chúng tôi cầu nguyện. Hôm nay cha đã ra đi thật rồi, cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương đón cha đi về hướng lòng thanh nhàn. Bù đắp nỗi đau cuộc đời đã qua, tận tụy sớm hôm để lo chu toàn dưỡng dụng con cái tiếp theo đạo lành. Hôm nay con mất cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ. Cha vội ra đi, con biết ai cậy nhờ. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương đón cha đi về hướng lòng thanh nhàn. Bù đắp nỗi đau cuộc đời đã qua, tận tụy sớm hôm để lo chu toàn dưỡng dụng con đạo lành.
khuất rồi, tưởng vòng trăm năm bao giờ thấy. Cù lao chín chữ dạt dào dòng lệ biết bao nuôi. Tìm đâu tiếng nói của người, êm êm âu yếm qua lời nhủ khuyên. Dáng hình cha mới khó quên, làm sao con được sống bên cha hoài. Hôm nay cha đã ra đi thật rồi, cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa. Con là thánh thần ơn ơi. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta biết rằng chúng ta đã từ Thiên Chúa mà đến trần gian, thì khi qua khỏi cõi trần ta lại trở về với Thiên Chúa. Nghi thức dập mạch nhắc ta nhớ rằng tại giây phút mà quân mặt thân yêu của cụ Gioan Bình Yên không còn được nhìn thấy trên trần gian này nữa, chúng ta hãy hướng nhìn lên Chúa và cho linh hồn Gioan được thấy mặt Chúa trong cõi sống ngàn thu, và xin cho chúng ta gặp lại cụ Doan trong nhà cha muôn thuở. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi nhìn lên Đức Kitô, đấng đã cam lòng chịu bao đau khổ của ta, và tha thiết cầu xin: Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng con cảm thấy mình rất được khi phải đương đầu với mọi niềm sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Này Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Tương nhiên, này Chúa, đã đến lúc tất cả mọi người chúng con không còn được nhìn thấy cụ Gioan trên trần gian, trên cõi đời này nữa. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh thân thương trìu mến của cụ Gioan. Xin đừng để chúng con phải ngậm đắng nuốt cay trước sự chia ly đầy mất mát thương đau này. Nhưng xin cho chúng con tràn đầy niềm hy vọng sẽ được vào nước trời, là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chị em của chúng tôi sẽ chẳng bao giờ còn được ở bên cạnh của Gioan nữa. Nghĩ đến lúc ấy, lòng chúng tôi tan nát tương tràn và bị lớn đau. Nhưng chúng ta phải phân phục ý muốn của Thiên Chúa. Lúc này đây, đang quây quần bên linh cứu của cụ Gioan, có tất cả mọi người thân trong gia đình và tất cả chúng tôi là mọi người hiện diện nơi đây. Chúng tôi xin từ biệt cụ Gioan gần cuối. Để về cùng Chúa.
Chúa tới gọi con về. Trong ngày Chúa tới gọi con về. Trở về cùng Chúa. Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi. Âm thầm tìm đến Chúa cứu giúp con, nguyện lòng từ ái Chúa thương phần này hèn yếu. Tông trung tập vụ
thay mặt ban tăng lễ và gia đình trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân chúng ta vào sân tang ổn định để tiến hành tổ chức lễ tống chung cho cụ. Và ban tổ chức tôi xin lưu ý bộ phận giúp việc của gia đình chúng ta lưu ý nhắc nhở hội chống chúng ta về vị trí đảm bảo an toàn giao thông, và các vị đại biểu về dự buổi lễ hôm nay có phương tiện xe đạp xe máy chúng ta để vào nơi quy định để đảm bảo an toàn giao thông. Giới thiệu và kính mời hội nhạc đồng giáo xứ quý nhất hãy cử hành một bản nhạc sầu. Đoàn Quang Thuấn kính mến, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân cùng gia đình tăng quyến, nhân dân ta đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2022, và những ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc, của quê hương, thì một tin đau buồn đến với gia đình, ban tăng lễ, hội người cao tuổi, nhân dân và cán bộ tổ dân phố số 2 cùng nhân dân và cán bộ trong và ngoài thị trấn. Cụ Đoàn Văn Thuấn, người công dân thị trấn Quý Nhất, thành viên hợp tác xã nông nghiệp, hội viên hội người cao tuổi, người chồng, người ông, người cha trong gia đình. Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù cụ đã được gia đình và tập thể y bác sĩ tận tình chăm sóc cơm cháo thuốc thang cứu chữa, do căn bệnh quá hiểm nghèo, cụ không qua khỏi. Cụ đã chút hơi thở cuối cùng vĩnh biệt vợ con, người thân trong gia đình và mọi người chúng ta vào hồi 0 giờ 20 phút ngày 20 tháng 5 năm 2022, tức là ngày 20 tháng 4 năm Nhâm Dần, tại gia đình thuộc tổ dân phố số 2, cụ hưởng thọ 74 tuổi. Được tin cụ Đoàn Văn Thuấn từ trần, đoàn đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể trong thị trấn Quý Nhất đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn sâu sắc tới gia đình và đặt lễ kính viếng hương hồn cụ. Thể theo nguyện vọng của gia đình, ban tang lễ kết hợp cùng gia đình, nhân dân và cán bộ tổ dân phố số 2 tổ chức lễ tang cụ theo nghi thức trang trọng. Chiều nay, tại sân tang của gia đình, mọi người chúng ta trở về đây cùng nhau chia sẻ nỗi mất mát đau thương với gia đình và làm tròn bổn phận của những người còn sống với người đã ra đi. Về dự lễ tang cụ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có ông Trần Văn Truyền, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn; ông Nguyễn Văn Chiến, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thị trấn; ông Lại Văn Viện, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn; ông Vũ Văn Khá, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn; ông Trần Xuân Nghiêm, nguyên Bí thư Đảng ủy thị trấn; ông Vũ Ngọc Cước, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp, cùng toàn thể các ông bà trong Ban chấp hành Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp, các ban ngành đoàn thể trong thị trấn Quý Nhất, nhân dân và cán bộ tổ dân phố số 2, đội đô tùy của thị trấn, các ông bà là đại diện các tổ chức chính trị xã hội và các đoàn hội tôn giáo trong và ngoài giáo họ Thiên Hương, Hội Nhạc đồng giáo xứ Quý Nhất, Hội chống giáo họ Thiên Hương, anh em con cháu dòng tộc nội ngoại, các bậc thông gia, anh em bạn hữu gần xa cùng nhân dân và cán bộ trong và ngoài thị trấn về dự lễ tang cụ. Giờ đây, trước hương hồn cụ, bằng những vòng hoa, bức chướng và những nén hương thơm, chúng tôi kính cẩn nghiêng mình bày tỏ sự tiếc thương vô hạn kết thúc tiễn biệt cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Mở đầu lễ viếng, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Văn Khá, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn, đại diện cho nhân dân và cán bộ thị trấn Quý Nhất lên đặt vòng hoa thắp chậm kính viếng, trân trọng kính mời. Thank you.
trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Bình, thành viên Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp, đại diện cho cán bộ thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp nên đặt bỏ hoa thắp trầm kính viếng. Trân trọng kính mời. Trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho ban chấp hành hội người cao tuổi thị trấn Quý Nhất và chi hội người cao tuổi tổ dân phố số 2 do cụ Đoàn Ngọc Hoành, chủ tịch hội làm trưởng đoàn, đoàn nên đặt bức chứng, đặt lễ thắp trầm kính viếng. Trân trọng kính mời. Nên đặt màu hoa sắc đẹp kinh biến trên đầu kính mời. Giới thiệu và kính mời bà Trần Thị Duyên, chi hội phó chi hội phụ nữ số 2, đại diện cho cán bộ hội viên chi hội phụ nữ số 2 nên đặt lễ thắp trầm kính viếng. Trân trọng kính mời. Đại biểu cùng toàn thể nhân dân được tin của Đoàn Văn Thuấn từ Trần chiều tối qua và sáng nay đã có các đoàn đại biểu đại diện cho các cơ quan đơn vị nơi con trai, con gái, con dâu, con rể của cụ đang sinh sống và lao động cùng các tổ chức chính trị xã hội và các đoàn hội tôn giáo trong và ngoài giáo xứ giáo họ, anh em con cháu nội ngoại, các gia đình thông gia, liên gia, bà con lên bản tuyến tuộc và các quý khách xa gần đã đến thăm hỏi, chia buồn, đặt vòng hoa, đặt bức chướng, đặt lễ, thắp trầm kính viếng và cùng dâng lời cầu nguyện cho linh hồn đặc phù. Thay mặt ban tăng lễ và gia đình xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm mà quý vị đã dành cho cụ và gia đình tăng quyến. Kính thưa hương hồn cụ Đoàn Văn Thuấn kính mến, chỉ còn ít phút nữa thôi là gia đình, dòng họ và mọi người sẽ tiễn biệt cụ về với tổ tiên. Trong thời khắc biệt ly đau thương cách biệt này, bằng tất cả những tình cảm của mọi người không thể nói sao cho hết, trước lúc tiễn biệt cụ, cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được tóm lược tiểu sử của cụ. Cụ Đoàn Văn Thuấn sinh năm 1949 tại xóm Nam Giang, xã Nghi Hòa trước đây, nay trú quán tại tổ dân phố số 2 thị trấn Quý Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
Cụ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân lao động. Con nhỏ cụ sống cùng cha mẹ nuôi ăn đi học. Sau khi học xong cấp 2, cụ nghỉ học về tham gia lao động phụ giúp cha mẹ và anh chị em trong gia đình. Là người thanh niên, sức góp khỏe mạnh, nhanh nhẹn, cụ luôn tích cực tham gia các phong trào của địa phương như tham gia vào đội 22 quay đê lấn biển, làm thủy lợi nội đồng, nạo vét kênh mương, phong trào núi phân đất, biển bèo rông, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh tăng năng suất cây trồng vật nuôi, góp phần làm ra nhiều của cải vật chất cho gia đình và cho xã hội. Đến tuổi trưởng thành, cụ đi xây dựng gia đình riêng, về sinh sống tại thôn Dân Dậu, nay là tổ dân phố số 2. Phát huy truyền thống của gia đình nông dân lao động, cụ tích cực động viên vợ con hăng say lao động sản xuất, đẩy mạnh chăn nuôi, phát triển ngành nghề, tăng thu nhập, tạo dựng nên một gia đình mới ấm no hạnh phúc, đóng góp nhiều công sức cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Lúc còn khỏe, cụ tích cực tham gia lao động sản xuất và tạo nhiều công ăn việc làm tăng thu nhập. Khi tuổi cao, cụ quây quần bên con, bên cháu, hăng hái tham gia xây dựng tổ chức hội người cao tuổi, sống vui, sống khỏe và tham gia vào công tác giáo hội, giữ chức hội trưởng, hội gia trưởng của giáo họ Thiên Hương nhiều năm, sống tốt đời, đẹp đạo. Đường hạnh phúc, cụ sinh hạ được 5 người con, gồm 3 người con trai và 2 người con gái. Các con của cụ đều đã yên bề gia thất. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc năm 2011, cụ đã động viên người con trai út của mình sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới hải đảo của Tổ quốc. Anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về xây dựng gia đình, xây dựng quê hương. Hiện nay, người con trai thứ của cụ đang tham gia tại công ty tàu biển, phục vụ các nước trong khu vực. Gia đình người con trai út hiện nay đang sinh sống làm ăn tại Hà Tĩnh. Các con cháu của cụ, trai cũng như gái, dâu cũng như rể, họ đều đoàn kết thương yêu đùm bọc nhau, phát huy truyền thống gia phong, gia đình lao động, tạo và tìm mọi công ăn việc làm tăng thu nhập, nuôi dạy các con các cháu ăn học thành đạt. Hết thảy họ đều là những công nhân gương mẫu, những thành viên tiên tiến của hợp tác xã nông nghiệp, những học sinh, sinh viên chăm ngoan học giỏi, luôn chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, những quy định của địa phương. Trong khi cuộc sống đang bình yên hạnh phúc, thì một căn bệnh hiểm nghèo lại đến với cụ. Bằng tất cả những tấm lòng hiếu thảo của các con, các cháu đã tận tâm tìm mọi phương thuốc lo chữa trị bệnh cho cụ, những mong sao cụ qua cơn hiểm nghèo, sống vui, sống khỏe bên con, bên cháu, để là chỗ dựa vững chắc cho con, cho cháu yên tâm làm ăn và học tập. Để rồi các con, các cháu được phụng dưỡng đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục. Vậy mà báo táp của tạo hóa lại đến với cụ, chỉ trong giây phút đã âm dương đôi ngả, dẫu biết rằng quy luật của tạo hóa là thế, sinh có hẹn tử bất kỳ, số mệnh bệnh tình mấy ai tránh khỏi. Sự ra đi của cụ là một tổn thất vô cùng to lớn đối với gia đình và dòng họ nội ngoại, để lại trong lòng cụ bà cùng các con, các cháu, mỗi người thân một nỗi buồn đau xót xa không sao bù đắp nổi. Quả là một sự mất mát lớn lao, một nỗi buồn vô hạn. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, cụ Đoàn Văn Thuấn mãi mãi ra đi không còn nữa. Thị trấn Quý Nhất mất đi người công dân tốt, hợp tác xã nông nghiệp mất đi người thành viên khỏe mạnh, chịu thương, chịu khó. Hội người cao tuổi mất đi một người hội viên tích cực, nhiệt tình. Gia đình, dòng họ nội ngoại mất đi một người anh, người em hiền lành, đức độ. Các con, các cháu mất đi một người ông, người cha vô cùng tôn kính. Từ nay, lấy ai để cận trông? Khi các con đi làm ăn nơi xa, không được gặp mặt cha trước lúc lâm chung. Và từ nay, các con, các cháu không còn được mong những ngày cha con sum vầy đoàn viên, không còn được mừng tuổi cha mỗi khi Tết đến xuân về, không còn được quây quần bên cha những bữa cơm đạm bạc hàng ngày, không còn được nghe những lời dạy bảo ôn tồn của cha nữa. Và từ nay, cụ bà mất đi người bạn đời suốt đời gắn bó rất mực thủy chung. Giờ đây, trước gương hồn cha, các con các cháu chỉ biết hương thơm cấn vái chúng con quỳ lạy cha, chúc cho hồn thiêng quyện với đất lành, thiên thu vĩnh biệt, cỏ xanh mượt mà. Cụ mất đi, nhưng linh hồn cụ vẫn hướng về ngọn tháp nhà thờ sừng sững phía trời xanh, lòng mong mỏi thiện nhân kính chúa lành, cầu nguyện phúc âm theo bổn đạo, kính chúa yêu nước về thanh danh. Trước hương hồn cụ, chúng tôi, những người anh em con cháu và bạn bè, nguyện nén đau thương thành hành động
cùng nhau xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh phồn thịnh, đáp ứng lòng mong mỏi của cụ lúc sinh thời. Kính chúc cụ yên tâm thanh thản ra đi trong tĩnh lặng của khói hương tưởng nhớ và yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Xin vĩnh biệt cụ. Để tỏ lòng tiếc thương cụ Đoàn Văn Thuấn, xin kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân chúng ta đứng dậy dành phút mặc niệm. Đầu. Ơn quý vị đại biểu, xin mời quý vị an toàn. Tiếp nối chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình tăng hiếu nên phát biểu lời cảm ơn. Kính thưa các vị đại diện cho Đảng, chính quyền, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp thị trấn Thứ Nhất. Kính thưa các vị đại diện cho chức sắc các đoàn thể của xã hội và giáo hội. Kính thưa các cụ cùng bà con thân bằng quyến thuộc trong và ngoài thị trấn. Cụ Đoàn Văn Thuấn, người thân của gia đình chúng tôi, ra đi trong niềm thương tiếc vô hạn của mọi người trong gia đình cũng như trong dòng tộc. Cụ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quy Nhất thân yêu này. Lúc sinh thời, cụ được hưởng chung một niềm vui và cùng được chia sẻ nỗi buồn cùng dân làng, khu xóm. Khi cụ lâm bệnh, được các đoàn thể và mọi người đến thăm hỏi, động viên, yên ủi. Khi cụ ra đi về nơi ăn nghỉ vĩnh hằng, được mọi người đến chia buồn, phúng viếng, dâng lời cầu nguyện và tiễn đưa về nơi ăn nghỉ cuối cùng trong niềm thương tiếc vô hạn. Không thể nói hết gì hơn, xin thay mặt cho gia đình và con cháu xin cảm ơn các vị lãnh đạo Đảng, chính quyền, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp thị trấn Quy Nhất, các vị chức sắc đoàn thể của xã hội và giáo hội cùng mọi người trong ngoài và thị trấn đến dự lễ tang và chia buồn cùng gia đình. Trong lúc tổ chức lễ tang, gia đình chúng tôi không tránh khỏi những thiếu sót, xin được nhận thứ. Một lần nữa, thay mặt cho gia đình, anh em con cháu, tôi xin cảm ơn tất cả các vị lãnh đạo cùng toàn thể cộng đoàn. Và xin cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, một lần nữa thay mặt cho ban tang lễ và gia đình xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các quý vị đại biểu, đại diện cho Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong thị trấn Quy Nhất, nhân dân và cán bộ tổ dân phố số 2, các tổ chức chính trị, xã hội và các đoàn hội tôn giáo trong và ngoài giáo họ, cùng các quý khách xa gần đã bớt chút thời gian và ngọc thời tiết khắc nghiệt trở về đây thăm hỏi, động viên, chia buồn và cùng dự lễ tang cụ thêm phần trang trọng. Buổi lễ tập trung tới đây đã hoàn tất, xin giao lại cho đội đô thủy cùng gia đình, nhân dân và cán bộ tổ dân phố số 2 làm nhiệm vụ di chuyển thi hài cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng và làm các thủ tục tiếp theo mai táng thật an toàn và chú đáo. Thi hài cụ được an táng tại nghĩa trang nhân dân khu Đông Thượng, thị trấn Quy Nhất. Lễ chuyển cữu bắt đầu. Lo toan trong cuộc đời, bao năm lênh đênh trên dòng đời, nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô. Ta trở về cát bụi hư vô. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ. Xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, trần thế hao huyền, nhân chiêm con trong mê đắm phù hoa. Hôm nào ra đi vĩnh biệt đời, tâm tư an vui hay ngậm ngùi, tình yêu Chúa, tình yêu
yêu mến nhau ngày qua sẽ dư phần phúc lộc cho ta. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, tình Chúa kêu mời mà hồn con như quên lãng từ lâu. Vinh hoa dương gian chút bụi mờ, một cơn gió thoáng mà thôi, tiên đường người xuất phận đơn côi, tiên đường người xuất phận đơn côi. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Tháng năm qua, mộng ước tương lai đã làm con xa Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, chuẩn thế hao huyền nhận chiếm con trong mê đắm phù hoa. Muôn đời ôi Giêsu lần tuốt con mong ước thánh nhan Chúa trời. Chúa ơi con hằng trông mong như nai kia tìm suối, tâm hồn con khát mong gặp Chúa vua tình yêu. Xưa giữa muôn người con ca ngợi Chúa chi tôn, tiến về nơi thánh cung với muôn tiếng reo mừng. Nhớ xưa giữa muôn người con ca ngợi Chúa chi tôn, lòng hoan hỷ reo vui chúc tụng thánh danh Ngài. Muôn đời ôi Giêsu lần tuốt con mong ước thánh nhan Chúa trời. Chúa ơi con hằng trông mong
như nai kia tìm suối, tâm hồn con khát mong gặp Chúa vua tình yêu. Hãy thương chiếu anh hoàng mình soi vào chốn tối tăm, xin dù thương dẫn con tới thiên quốc huy hoàng. Hãy thương chiếu anh hoàng mình soi vào chốn tối tăm, làm vui thoa tâm can héo hòn đã bao lần. Giê-xu lần tuất bao giờ con thấy vua muôn đời. Ôi Giê-xu lần tuất con mong ước thánh nhân Chúa trời. Chúa ơi con hằng trông mong như nai kia tìm suối, tâm hồn con khát mong gặp Chúa vua tình yêu. Tâm hồn con khát mong gặp Chúa vua tình yêu. Chiều nay chúng ta quy tụ về thánh đường này
thân với cộng đoàn ở trên trần gian này. Là thân phận con người thì ai cũng mỏng giòn, ai cũng yếu đuối, đều là tội nhân trước mặt Thiên Chúa. Ông Gioan cũng là một con người với bao nhiêu yếu đuối, những thiếu sót. Chúa đã gọi ông trở về nhà cha. Chúng ta dâng cái lễ này để cầu nguyện cho ông. Xin Chúa là cha nhân từ, xin Chúa là cha thương xót, đón nhận ông Gioan vào nước mặt sống. Để thánh lễ và lời cầu nguyện chúng ta dâng xứng đáng về lòng Chúa, chúng ta thành tâm sám hối cầu lỗi, xin Chúa lại thanh tẩy tứ ta để xứng đáng thực hành cầu nguyện thánh. Thank you.
Thưa anh em, nếu chỉ vì một người mà người duy nhất xa ngã mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô là còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho sự lên công chính thì sẽ được sống và được thống trị. Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã xa ngã và mọi người vì Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện sẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính. Lề luật đã xen vào để cho sự sa ngã lan tràn, nhưng ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Như vậy, nếu tội lỗi thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân sủng thống trị bằng cách làm cho người ta lên công chính, để được sống đời đời nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Nhưng đối với những người tin vào Chúa Kitô là người Kitô hữu Chúa,
chúng ta đây. Chúng ta tin vào Chúa Kitô thì sự chia ly, sự mất mát của một người thân không phải là chấm hết, không phải là mất tất cả, mà chúng ta mở ra một cuộc sống mới, một cuộc sống vĩnh cửu ở bên Thiên Chúa. Con người chúng ta dù muốn dù không thì ai ai cũng phải nhắm mắt ra đi. Và sự ra đi đối với con người chúng ta nó rất là nhanh chóng và rất là bất ngờ. Bài tin mừng mà cộng đoàn chúng ta vừa nghe trong thời mấy hôm nay, Chúa Giêsu ngài nói với các môn đệ của mình: các con hãy sẵn sàng, vì vào giờ phút không ngờ thì con người sẽ đến. Con người sẽ đến vào cái giây phút không ngờ và cái giờ không biết, giống như là kẻ trộm đến nhà mình vậy. Kẻ trộm đến nhà mình nó không báo trước. Nếu mà nó báo trước thì chủ nhà sẽ canh chừng, không cho trộm ăn cắp. Nhưng mà vì trộm đến bất ngờ cho nên người chủ không biết được. Giờ Chúa đến với cuộc đời chúng ta cũng vậy. Giờ Chúa đến rất là nhanh chóng, và giây phút không ngờ và giờ phút mình không biết thì Thiên Chúa sẽ đến với cuộc đời của mình. Và sự ra đi đối với mỗi người chúng ta là chúng ta trở về với Thiên Chúa, là Chúa của mình. Dù muốn dù không, chúng ta cũng phải trở về với Thiên Chúa. Và nhiều người cho rằng sự chết, khi nói đến sự chết thì người ta nghĩ rằng nó là cái gì đó rất là xui xẻo, và người ta không muốn nó đi cái chết. Nhưng mà cái chết nó có thật trong cuộc sống. Cái chết nó luôn luôn gắn bó với cuộc đời của mình. Dù trẻ, dù già, dù bất cứ ở tuổi nào, chúng ta cũng có thể trở về với Thiên Chúa. Cho nên chúng ta cần phải tỉnh thức, cần phải sẵn sàng để mà canh chừng cái giờ Chúa gọi chúng ta. Và thưa anh chị em, Chúa gọi chúng ta thì chúng ta cần phải giữ cái đèn của mình cho nó sáng. Cái đèn mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng hôm nay không phải là cái đèn điện hay là cái đèn dầu, mà cái đèn Chúa nói chúng ta cần phải giữ khi giờ Chúa đến, đó chính là đời sống đức tin của mình. Đó chính là đời sống đức tin. Chúng ta phải giữ vững niềm tin của mình trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chúng ta giữ vững niềm tin để khi Chúa đến với cuộc đời của mình thì chúng ta như là ngọn đèn cháy sáng để đón Chúa Kitô, chính là ông chủ tinh thần của chúng ta, và chúng ta sẽ được vào hưởng hạnh phúc nước trời, sẽ được dư tiệc với nước trời. Chúng ta thầy bản tin hôm nay, chúng ta suy nghĩ trong thế lễ hôm nay, người thân của chúng ta ra đi, rồi chúng ta cũng sẽ phải ra đi. Và giờ ra đi thì bất ngờ, vậy thì mình hãy nhìn lại cái đèn của mình, nhìn lại cái đời sống của mình xem, cái đèn đức tin của tôi nó có cháy sáng không? Hay là cái đèn đức tin của tôi nó đã tắt từ lâu rồi mà tôi không biết? Chúng ta cần phải đặt mình trước Thánh Cha Thiên Chúa, chúng ta nhìn lại một cách khiêm nhường về đời sống đức tin của mình, để xem đời sống đức tin của tôi, nếu như bây giờ Chúa gọi tôi trong giây phút này, trong giờ phút này, thì tôi sẽ như thế nào? Tôi sẽ được vào dự tiệc với nước trời hay là sẽ bị loại ra ngoài? Tôi sẽ được hưởng hay là tôi sẽ bị luận phạt? Và kính thưa cộng đoàn, đối với người ta đi thì chúng ta thấy, nhìn vào chiếc quan tài kia, chúng ta thấy sự ra đi của một người thân để báo trước sự ra đi của mình. Và chúng ta nhìn vào chiếc quan tài kia, một ngày nào đó chúng ta cũng nằm trong chiếc quan tài y như vậy. Và chúng ta nằm trong chiếc quan tài không mang theo được một cái gì hết, không mang theo của cái vật chất, quyền lực, danh vọng, không mang theo được cái gì hết, mà chúng ta chỉ mang theo mình về đời sau bởi những công phúc mà thôi.
chỉ có công phúc, tức là những việc lành phúc đức mà chúng ta giúp cho người khác, chúng ta làm cho Chúa, làm cho xã hội, làm cho anh chị em, thì những cái đó nó sẽ theo tình về đời sau mà thôi. Còn nếu chúng ta không làm những việc đó, những việc lành phúc đức đó, thì chúng ta chỉ là tay trắng trước mặt Thiên Chúa. Trước mặt Thiên Chúa, Chúa không hỏi chúng ta rằng là ông có bao nhiêu tiền. Chúa không hỏi chúng ta như thế. Chúa không hỏi chúng ta rằng là ngày xưa ông làm cái chức gì. Chúa không hỏi chúng ta làm cái chức gì, quyền gì, mà Chúa hỏi chúng ta: ngươi đã làm gì cho ta và làm gì cho anh chị em của mình? Ta đói, ngươi có cho ăn không? Ta khát, ngươi có cho uống không? Ta rách lưới, ngươi có cho mặc không? Ta đã khát lạc, ngươi có đọc tiếp không? Chúng ta trả lời làm sao? Chúng ta trả lời là: thưa Chúa, Chúa có đói đâu, Chúa có khát đâu, Chúa có nghèo đâu mà con giúp. Chúa bảo ta không nghèo, ta không đói, mà ta rất giàu, ta rất giàu. Nhưng mà khi ngươi giúp đỡ cho người khác, khi giúp đỡ cho anh chị em và mình, là ngươi làm cho chính ta. Và cái việc ngươi làm đó, dù chỉ là một bát nước mà thôi, là ngươi làm vì dân ta, là ngươi làm cho người khác. Và phần thưởng mà Thiên Chúa Ngài sẽ hứa ban một cách trọng đại cho tất cả những ai vì Chúa, vì giáo hội, vì anh em mà hy sinh cho người khác. Vậy thì chúng ta tham dự thánh lễ an táng của người thân chúng ta đây, chúng ta cùng nhau suy ngẫm, chúng ta cùng nhau để nhìn lại cuộc đời của mình, để mỗi ngày chúng ta được mời gọi cố gắng hơn, cố gắng sống tốt hơn, sống đạo đức hơn, sống thánh thiện hơn, sống sẵn sàng hơn, quan việc mình chu toàn cái đời sống của người Kitô hữu. Nhất là chúng ta cố gắng hãy giúp đỡ người khác, hãy sống quảng đại với anh chị em của mình, quảng đại với người khác, để rồi trong những ngày sau lúc Chúa bỏ chúng ta, thì Chúa sẽ quảng đại với chúng ta và Chúa nói với chúng ta: hỡi ngươi là kẻ được Cha ta chúc phúc, hãy vào hưởng hạnh phúc mà ta đã dành sẵn cho ngươi. Bởi vì xưa ta nói ngươi đã cho bạn, tại hạn ngươi đã cho đúng qua những người anh chị em của mình. Người thân của chúng ta là ông Gioan, Chúa đã gọi trở về nhà cha. Và bây giờ trước mặt Thiên Chúa, ông là người cảm nhận rõ nhất về những gì mà ông đã làm cho người khác. Và đến từ chúng ta cũng vậy, đến từ chúng ta cũng sẽ cảm nhận thấy điều đó, nó có giá trị về đời sau. Khi mình làm cho người khác, mình giúp đỡ người khác, mình giúp đỡ anh chị em của mình. Con được biết ông Gioan cũng có một thời gian phục vụ trong quản lý trường của gia trường, của quản và giáo họ. Những cái hy sinh đó cho rằng nó không được bao nhiêu, nhưng mà sẽ có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Bởi vì đã hy sinh vì Chúa, vì giáo hội, vì người khác. Vậy thì chúng ta nhìn vào người thân, người anh em chúng ta đã ra đi, để mời gọi chúng ta cố gắng để mình dấn thân, mình phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội, và cố gắng làm cho người khác một cái gì đó. Mình làm cho người khác một cái gì đó, mình làm cho anh chị em một cái gì đó, mình làm cho giáo hội này một cái gì đó, để rồi những công phúc đó sẽ đi theo chúng ta về đời sau. Và Thiên Chúa Ngài sẽ thưởng cho chúng ta một cách xứng đáng vì những gì mình đã hy sinh cho anh chị em, cho Chúa và cho xã hội. Tuy nhiên là thân phận con người thì ai ai cũng yếu đuối, cũng có tội lỗi. Trước mặt Thiên Chúa là lớn thánh thiện tinh tuyển tuyệt đối, còn chúng ta chỉ là tội nhân, chúng ta đều là những con người có tội. Vì thế mình cần sá hối từng ngày, quay trở về với Thiên Chúa để được Ngài yêu thương, để được Ngài chúc phúc. Còn đối với người ra đi thì cái người ra đi bây giờ không thể tự lập công cho mình được nữa, mà phải nhờ vào người khác, nhờ vào người còn sống. Vì thế là anh chị em thấy các thánh lễ giáo hội đều dâng lễ cầu nguyện cho ông bà cha mẹ tổ tiên là như thế. Rồi con cái còn sống, con cái cháu chắc còn sống,
mình đọc kinh, mình cầu nguyện, mình xin lễ, mình dâng những việc này phúc đức, có ý chí cầu nguyện cho người thân đã ra đi, và những cái ý chí tốt đẹp đó người thân của chúng ta mới được hưởng. Người thân của chúng ta đã trở về với Thiên Chúa cả cha, và chúng ta tiếp tục để dâng thánh lễ để cầu nguyện cho linh hồn do nào vào vị trí ta. Xin Chúa thương thanh tẩy, xin Chúa thương tha thứ tất cả các hình phạt cho linh hồn do nào, và xin Chúa đón nhận linh hồn do nào vào nước thánh sống. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu phán rằng ta là sự sống và ta là sự sống. Ai tin vào ta dù một chết cũng sẽ được sống, và ai sống phải tin vào ta sẽ không phải chết bao giờ. Tin tưởng vào lời hứa của Đức Giêsu ở đây, chúng ta dần đi tìm Chúa để đi việc gì. Thank you.
vì thế thì một lần lòng bàn các tin là cho con ca ngợi Chúa và hân hoan ghi dân này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lời Chúa, lời nhận lãnh di tích của con của Chúa đã phổ sinh đi qua. Sau khi hiến tế chính mình vì chúng con cả thỏa lại xin Chúa cho đôi tớ Chúa là linh hồn do an. Khi đã được đầy sạch nhờ các hội nghị vừa qua, sẽ được kinh nghiệm nhờ họ đến phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Từ chúng con xin phó dâng
linh hồn người anh em chúng con trong nay cha, với niềm hy vọng chắc chắn người anh em này sẽ sống lại cùng Chúa Kitô trong đời sau hết, như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Chúng con cảm tạ cha vì những ân huệ dồi dào cha đã ban cho tôi tớ cha và ông Gioan còn sống trong cuộc đời trọng ban này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của cha và dấu chỉ các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Vậy này Chúa xin thương xót anh em đời chúng con đặt đầu và mọi người thiên đàng cho tôi tớ Chúa và cũng cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau cho đến khi tất cả chúng con được toàn tụ trong Đức Kitô. Và như vậy chúng con sẽ được cùng người anh em này sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, con ở dưới đầu sầu bên Chúa, anh em đời con kêu mang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai đối đường với Chúa, hằng có lòng thành cùng vì lời Chúa ban đưa, con đã trông thấy Chúa, linh hồn con thấy vì lời Chúa. Rừng thu chút lá, lá bay bay về phương nào? Kia ngàn hoa héo úa, sắc hương nay xưa còn đâu? Đừng nuối tiếc, đừng than van, đời nối kết rồi tan. Thế gian phù vân, thế gian. Một tình yêu cha tôi vẫn luôn kiên vững trên đời. Một tình yêu Thiên Chúa tháng năm vẫn bao bọc tôi. Dù thời gian trôi qua, đất trời chìm trong bóng tối, Chúa mãi mãi thương tôi. Chúa mãi mãi hoàng kim rực rỡ thoáng qua như mong xuân thì bạc vàng theo danh gió phút bay không câu từ ly. Đừng nuối tiếc, đừng than van, đời nối kết rồi tan. Thế gian phù vân, thế gian phù cha tôi vẫn luôn kiên vững trên đời. Một tình yêu Thiên Chúa tháng năm vẫn bao bọc tôi. Dù thời gian trôi qua, đất trời
trời chìm trong bóng tối. Chúa mãi mãi thương tôi, Chúa mãi mãi thương tôi. Qua cầu người tình tôi thương mến đã đi xa nay còn đâu, đừng nuối tiếc đừng than van, đời nối kết rồi tan. Thế gian phù vân, thế gian phù vân, một tình yêu cha kiên vững trên đời, một tình yêu Thiên Chúa tháng năm vẫn bao bọc tôi. Dù thời gian trôi qua, đất trời chìm trong bóng tối, Chúa mãi mãi thương tôi, Chúa mãi mãi thương tôi, Chúa mãi mãi thương tôi, Chúa mãi mãi.
thương gọi con về, này con xin đến trình diện với cha. Dẫu biết rằng người không chia ly, đời nay tím màu đôi mi lệ ứa. Cha ơi, lương thứ hai hà, để từ nay đắm say tình ngài, sống vui tình ngài, trọn đời con một tình thiết tha. Cảm ơn cha. Cha ơi cha, xin chớ quên con. Cha ơi cha, dù tình đoái thương. Cha ơi cha, xin xuống muôn ơn. Con hôm nay xin vâng thầy chồng. Cha ơi cha, xin xuống muôn ơn. Con hôm nay xin vâng thầy chồng. Cục ngã trên nẻo đường.
bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Thank you.
anh đây xin giã từ một lần cuối, một lần cuối. Vì quanh đây mắt giọt lệ lòng đầy đớn đau, đớn đau. Người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi. Ôi giã biệt lòng đây nát tan. Vạn lạy Chúa xin du thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Say này không phải tạm theo tháng năm, tình yêu thương xin nhớ mãi trong lời cầu kinh. Vạn lạy Chúa xin du thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện oh.